Sẵn đây có một chuyện buồn đang nhà đang xảy ra đang đang nhà hiện giờ. Cách đây mấy ngày có nuôi con chó, con Coffee, chó đen, chó mặt rê. Đặt nó lên Coffee tại nó đen thui à. Cái tự nhiên cái nó bị bệnh là như nó mù rồi nó bị gì ấy, vô nhà thương trong ngày hôm qua đi Houston. Thì ở đây mấy người ở nhà mới chở đi vô bác sĩ thì tốn 15 ngàn rồi mà chị cũng không hết. Cái này buồn quá thì mới chi cứu lại cái hồ sơ lý lịch của nó, cũng giống như mình có chuyện mình mới coi hồ sơ. Thì nó là một cái bà người Mỹ mà Mỹ Mễ rất là giàu có, tỷ phú. Bà tên là bà Rosa. Bà đầu thai là kiếp chó 2 lần. Hôm nay bà đầu thai thành chó nhà của Kiệt là tên là Coffee, chó mặt rê. Bà là cốt là phụ nữ. Hôm nay bà đầu thai thành chó đực. Thì hôm nay á, là vì lòng từ bi của chú mà con chó nó khôn cực kỳ nha. Mỗi lần mà chú ra cổng á, là nó đứng nó chào, nói tiếng người nó nghe. Tại nó bà già giàu có là có trí tuệ nhưng mà hơi ác nên đầu thai làm chó. Rồi bị cái bệnh này thì mấy chư vị mới nói là nhờ ngài thương cái bà này cho nên bà, nếu tính là tuổi chó từ lúc mà đem nó về có chút xíu à, bây giờ nó bự gì nó cao gì rồi là mới có 9 tháng chưa đầy 1 tuổi. Con chó này phải chết để mà được giảng sanh, bởi vì qua cái tay kia đó là chết không à. Bởi vì khổ vậy, bây giờ tốn 15 ngàn qua đi bác sĩ rồi, bây giờ sắp sửa ăn chút về chút ngồi nói chuyện với nó. Hay Rosa, hồi xưa mày làm gì tao tưởng là tao làm bạn mày được thời gian lâu, nó đang nằm nhà kìa, chút ai mới tới nhà coi góp gì. Thì nó phải ra đi để mà tiến thân làm người trở lại, chứ làm chó khổ lắm, nó đâu có được ăn đồ ăn ngon như là thời còn sống giàu có đâu, tội lắm. Về nước á, mình để cái thùng nước ngoài mấy cái bữa ở đây nắng 100 độ á, rồi đi chơi đâu ai nó cũng phải uống nước dơ nữa, nước có rong nữa, nên đầu thai làm chó cực lắm. Mấy con đừng đầu thai làm chó nha. Đó là một con người đầu thai làm chó, tại chú không phải người thường, chú biết hết căn cốt của từng súc vật cho tới từng con người. Thời đại này không ai có cái lực đó, không ai biết được cái chuyện đó đâu. Nên về phải đi kiếm chỗ chôn khất thì nữa. Hiện giờ nó còn đang còn sống nhưng mà mình cứu không được, tại vì mình đã giảng sanh cho nó phải ra đi. Cho nên mai mốt mấy con phải đi làm đám ma với phụ con chó với phụ á. Con có coi phim Tiết Quý diễn nghĩa không? Tiết Quý là một người bình thường nhưng mà cái chân cái tướng tinh á, xuất ra làm cọp trắng á để đi bảo vệ á, đây là cái tướng tinh của mình. Một tất cả chúng ta đều là animal nha, chỉ có công giáo là tiên là thánh thôi, họ không tin từ người thành animal, cho nên họ nói vật dưỡng nhân, họ ăn thịt chó, họ ăn đủ thứ hết. Có mấy ông cha thịt chó, chú biết chú nói không phải con người mình á, là khi mình làm tội mình đổi là thành thú, nhưng mà mấy người Mỹ họ không có tin mấy cái này. Nên tại sao thiên tâm ra đời, cha mẹ muốn cho người ông giáo lên lớp là để cho họ biết là đó là một cái công thức, một cái process, một cái hình để mà cho cái thần hồn mình biết sợ. Ok, bình thường á, ăn thịt chó hả, cho đầu thai thành mấy con chó ngược trở lại để cho mấy thằng con chó ăn ngược lại, ăn tới ăn lui, ăn xuôi ăn ngược, cứ thế mà ăn qua ăn lại. Mình cứ trong luân hồi lục đạo khoảng 9 năm 10 nghìn năm mà mình đâu có biết. Hôm nay chú xuống trần tuân lệnh của cha mẹ của chư Phật, lùa hết về, người nào không về là lỗi của chú. Chú nói thật, chú bây giờ cũng giống như người ở trần cục rồi, à chú lỗi rồi, không còn gì để mắc cỡ nữa, đi giữa trời đời mặt cũng vậy thì mà chúng sanh không tin thì thôi chứ giờ biết làm sao vậy. Thật sự cái bà Mễ mà đầu thai làm chó nhà chú á, sắp chết á, bà cũng là một chư thiên. Tất cả chúng ta từ cõi Quan Âm Thiên xuống lúc khởi khởi đầu, nhưng mà mỗi một kiếp
mình đầu thai ngay biên cương lãnh địa, mình không có đầu thai những cái nơi có Phật, có Tăng, có Pháp. Mình đầu thai thành người Mỹ, người Mỹ, người Venezuela, người Ecuador, người Brazil, người Nam Mỹ. Mình không có hiểu được cái nghiệp và cái luân hồi, thì mình cứ lăn lộn trong cái trần thế này. Hôm nay mình có phước, mình từ từ mình đi về, cũng giống như giờ đó, con á là chạy marathon, chạy từ xa, từ xa. Hôm nay con đã vô cái dòng sân vận động rồi, có cái nơi để mà mình chấm dứt cái cuộc hồng trần này. Con mới ngồi đây, con mới đặt những câu hỏi này. Thì gán lên đi, có đau, có khát nước, có chảy máu chân cũng gán chạy chút xíu nữa thì mình được về trời. Con người á chỉ cần một kiếp ngộ, kiếp này là phải ngộ, chứ còn không ngộ nữa mình sẽ mất luôn cái thần hồn và mất luôn, không có được tái sanh. Hồi những năm về trước, những mấy chục năm trước mình chết, mình còn có cơ hội đầu thai thành con vịt hồi nãy nha. Cái bà Mỹ mà Mỹ Lan Mễ này nè, làm chó nhà chú á, bà có phước, bà còn đầu thai thành chó. Nhưng mà những cái thời vàng kim, thời thượng quân thánh đức, không có chuyện mà người xấu nữa, giống như nãy con nói là không có người xấu nữa, thì những cái chỉ còn người tốt không. Thì những cái người mà gọi là ở cái hàng không thể là cái sở thú, sở thú là để cho mấy ông ma tăng, chứ để cho những cái người mà hung dữ thời nay làm sở thú. Rồi những đứa con mà gọi là tu cà gù cà gập đó, ở vào ở một cái nơi gọi là trung chuyển, cái nơi đó nó cũng hàng nghìn hàng triệu năm. Tại cái thần hồn mình á, nó phải thích ứng với một cái thời đại. Cũng giống như con mua nhà, con không có tiền, con phải ở ngay cái khu của Mỹ Đen với Mễ, nhà 500 ngàn, 1 ngàn square feet. Nhưng mà khi con có tiền, con muốn dọn ra để khỏi phải bị mấy thằng Mễ dặn nhạt sùm mấy này nọ. Thì cái level của cái thần hồn nó cũng giống vậy. Cái thần hồn tốt phải sống với thần hồn tốt trong cái thời đại vàng kim 3.000 năm. Chứ bây giờ giao đưa cho một số người xấu mà sống chung với người tốt thì là nó làm hư hết mấy người tốt. Giống như thời nay là thời sàng lọc, mình sống chung với tất cả những người xấu để mình hiểu được Thượng Đế, hiểu được Phật, hiểu được cách đi về trời, là chú chỉ là đây là thiền bát nhã. Chứ còn ở cái thời vàng kim đâu có người xấu được. Trong cái hẻm này, ví dụ trăm người làm việc giỏi, chỉ cần một thằng mà cố tình phá hoại thôi là bảo đảm 100 thằng á làm không ra tiền á. Thời vàng kim nó cũng vậy. Cái thần hồn của những người xấu, người ác, nó có cái lửa trong đó, tức là nóng tánh á, hung dữ á, thì cái quả ngục là đã đóng cửa rồi, sẽ hút họ đi về nhà. Nó sẽ tương ứng với những cái mà họ tạo ra cho cái linh hồn của họ. Con người của mình biết tu tập, Phật mẫu là người duy nhất trong cái vũ trụ sẽ quá kiếp cho mình. Ví dụ mình là cốt con chim bồ câu, mình tu giỏi, mẹ sẽ quá kiếp, mình sẽ không còn kiếp chim nữa, mình sẽ là cốt tiên. Cho nên trong mắt những người có thần thông tâm linh á, nhiều lúc trong này nè cũng có à, bác này á, cái thân thì người, tại sao cái đầu lại có cái mỏ giống chim hết ta, có nghĩa là có tu mà tu chưa tới vậy đó, thì cái đầu còn dính lại, cũng giống như hồ quá biến. Nhưng mà biết được hai tay chân, còn cái đầu chưa biết được. Đó con thấy nhiều lắm. Có vụ đó nữa. Còn muốn mà cho tất cả thành người hết thì mình phải gán tu thêm, tu ngày chút vậy đó. Phim thần thoại sao ở ngoài cũng vậy nha. Nên nhớ nha, mỗi lần đọc kinh hay là đi nơi nào, chú chưa từng xịt dầu thơm hay làm gì hết, mà chú chỉ nói những người á. Tại vì ví dụ như mình là có con heo, mình mang thân con người, bảo đảm nó hôi, chư thiên không có thích mùi hôi, mình nên xịt dầu thơm ha. Huống hồ chi là nhang trầm, nhang trầm là chư thiên chư Phật lại khoái.
Khi con ngồi thiền á, con ở cái tầng gọi là gần định á, giống như cái công thức chú chỉ trên mạng á, chứ bữa giờ chỉ nhiều rồi đó. Thì có một lúc chư thiên sẽ tới, một cái mùi thơm cực kỳ, các cái gì là thơm phức à. Cho nên mùi thơm là good,